Trước thêm đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, Công an thành phố Đà Nẵng sáng nay đã thực hiện việc cấp thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử cho các lãnh đạo đại biểu của thành phố dự đại hội. Theo đó, Công an thành phố Đà Nẵng đã làm thủ tục cấp thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử cho 18 đại biểu chính thức và một đại biểu dự khuyết của thành phố Đà Nẵng tham dự đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Được biết trước thời gian diễn ra đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, tất cả các đại biểu sẽ được cấp thẻ căn cước công dân có gắn chip điện tử dự kiến trong thời gian đến công an thành phố sẽ tiếp tục tổ chức thu nhận hồ sơ cấp thẻ căn cước công dân có gắn chip điện tử cho cán bộ công nhân viên công tác tại tất cả các sở ban ngành và nhân dân trên địa bàn